Nam thanh niên ở tỉnh Quảng Nam lừa bán kit test qua mạng xã hội Facebook đã bị công an thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Quốc Tiến, sinh năm 1997, ngụ thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, được xác định lừa đảo 62 triệu đồng của người dân ở phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý. Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận lập tài khoản Facebook từ đầu năm 2022 để đăng bán que test nhanh Covid-19. Ngày 23 tháng 2, Tiến nhận đơn hàng từ người dân ở thành phố Phủ Lý đặt mua 900 que test với số tiền 62,1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhận tiền xong, Tiến không chuyển hàng, khóa tài khoản Facebook và tháo SIM điện thoại để cắt đứt liên lạc.